Xin chào quý vị và các bạn, tôi là Khánh Vân. Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình Lăng Kính V6. Hãy tương tác với chúng tôi qua số điện thoại nóng, email và trang Facebook của chương trình. Hôm nay ngày 22 tháng 12, ngày Quân đội Nhân dân Việt Nam, chúng ta sẽ cùng đến với những câu chuyện xung quanh những người lính trẻ và tuổi trẻ thủ đô hưởng ứng với ngày lễ này như thế nào. Còn bây giờ thì hãy cùng bắt đầu với những thông tin mà phóng viên Lăng Kính V6 đã cập nhật. Người thầy áo xanh trên đảo Tiền Tiêu. Dạy con kiểu Nhật, biến khô khan thành hấp dẫn. Thời gian trở lại đây, nhiều bà mẹ Việt Nam đã áp dụng cách nuôi con của Nhật Bản. Đây là một phương pháp mới giúp trẻ có thể rèn luyện tính tự lập ngay từ khi còn nhỏ. Tại Hà Nội, bạn có thể tiếp cận những cách giáo dục mang phong cách Nhật tại Trung tâm Sáng tạo. Cụ thể như thế nào? Hãy cùng chúng tôi khám phá một lớp học khoa học qua âm nhạc cực kỳ thú vị ngay sau đây. Đây là một lớp học vật lý hoàn toàn miễn phí do một cô giáo người Nhật hướng dẫn. Các bé ngồi chăm chú và tiếp nhận sôi nổi những thông tin khoa học qua những vật dụng đời thường. Nước và ly thủy tinh có thể phát ra tiếng nhạc nhờ một nguyên lý rất gần gũi. Thì chỉ cần một chút sự sáng tạo thôi là các bạn đã có thể tạo ra một dàn nhạc cụ ngay ở nhà và có những âm thanh như những nhạc cụ thông thường. Ứng dụng nguyên lý vật lý, sự rung động ở trong những chiếc cốc nước thì sẽ phát ra âm thanh. Từ đó các bạn có thể vừa học vừa có thêm kiến thức và vẫn có thể đem về nhà để ứng dụng và biểu diễn cho bố mẹ trong dịp Noel. Lớp học khoa học và âm nhạc độc đáo này nằm trong các hoạt động thường niên do trung tâm Visupia tổ chức với một sứ mệnh đặc biệt. Khu vực Visupia thì đó giống như là một viện bảo tàng khoa học. Các em được chơi nhưng mà qua đó các em lại được học, được khám phá cũng như là kích thích những cái tình yêu, sự say mê, sự tò mò với khoa học và công nghệ. Phòng trưng bày của tập đoàn Panasonic, những công nghệ và sản phẩm hiện đại tiên tiến nhất, giới thiệu cũng như là gợi ý những phong cách sống tiên tiến, thân thiện với môi trường cho tất cả các khách tham quan, các gia đình trẻ. Đến đây, không chỉ các con được học hỏi mà chính các ông bố, bà mẹ trẻ cũng có thể rút ra nhiều cách suy ngẫm và thực hành thiết thực để giáo dục trẻ nhỏ qua cách nhìn đến từ người Nhật, từ đó khơi dậy niềm đam mê của mầm non với thế giới xung quanh.